xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng nhau họp mặt, quyết noi theo đường Phật giáo Hoàng Dương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của Đài. Thưa quý vị, thì như cái chương thứ 8, thứ 7 đó, thì như quý vị, chúng tôi xin lỗi, chương thứ 7. Thì có người nghe Đức Phật giữ đạo hết sức nhân từ, vì thế mà đến mắng Phật, nhưng mà Đức Phật yên lặng. Sau khi xong rồi thì Ngài mới hỏi lại là: như ông đã sắm cổ vật hay là tất cả thứ lễ vật cũng để đó, nhưng mà mời tất cả bạn bè tới để ông cho, mà bạn bè không có tới nhận, thì cái của đó về ai? Thì cái người đó trả lời rằng là những cái số mà đồ vật lễ vật đó ông đã sắm ra thì thuộc về ông. Thì Đức Phật Ngài dạy cũng vậy, như là hồi nãy giờ ông mắng chửi tôi đây, thì tôi không có nhận thì những cái sự mắng chửi đó trở về ông. Thì ở đời, thưa quý vị, cho chúng ta thấy rằng là cái người mà làm tất cả những việc làm, thậm chí như Đức Phật không bao giờ suy nghĩ những cái việc xấu ác, không bao giờ suy nghĩ cái việc hại ai, không bao giờ nói những cái lời xấu ác dù cho trong cái lúc vô tình đi nữa. Nhưng mà vẫn bị nhiều người nghĩa là ganh ghét về cái sự tu hành, về cái từ bi, về cái sự nhẫn nhục, về cái sự giữ gìn tất cả các việc lành đó mà để họ đến họ mắng chữ. Thì như vậy thì cho chúng ta thấy rằng là họ đã tạo ra nhiều cái nhân tố xấu ác. Và như chúng ta biết, khi mà họ tạo ra những cái nhân tố xấu ác như vậy thì chắc chắn rằng cái kết quả họ phải nhận lấy. Chữ người bình thường thì cho chúng ta thấy rằng là cái hậu quả đã nhiều rồi, mà huống chi chữ một cái bậc giác ngộ nữa, thì cái tội nghiệp nó dữ lắm trong cái cuộc sống của chúng ta. Nếu mà chúng ta không có nhờ Phật, không có nhờ Pháp, không có nhờ Tăng, thì chắc chắn trong cái cuộc đời của con người đó sẽ xa rõ rất là nhiều. Bởi vì Đức Phật, những cái lời dạy của Ngài, Ngài đã giác ngộ rồi. Và mãi mãi so ra gần 3.000 năm, tới bây giờ đây, cái lời dạy của Ngài vẫn có giá trị. Không có một cái chỗ nào gọi rằng là bị thoái hóa với thời gian, hay là bị tha hóa đối với người khác, hoặc giả là bị tụt hậu đối với cái sự phát minh của khoa học. Nó không có điều đó. Một cái điện thoại iPhone 4, iPhone 6, iPhone 8, iPhone 10, 12, 13, 14 gì đó, cứ mỗi 1-2 năm thì họ ra một cái, nếu mà không có thay đổi người đời họ kêu là tục hậu. Nhưng mà là Đức Phật dạy thì nếu người nào đã tin, đọc, học, hiểu thêm thì mỗi ngày nó lại sáng thêm ra chứ không phải là không. Cho nên đối với tất cả chúng ta, cái niềm tin của Đức Phật, không, chúng ta không phải là quy y đối với Ngài chỉ trong một cái cuộc đời này, mà nghĩa là chúng ta luôn luôn nghĩa là chí thành quy y Phật, nguyện không phải suốt đời quy y Phật, mà nhiều đời vậy nó quy y Phật, chứ không phải là trong vô lượng, trong vô biên kiếp. Đối với cái lời dạy của Ngài, cái giáo pháp đó cũng vậy, chúng ta tin tưởng một cách sâu xa như vậy, bởi vì Ngài đã thực hiện được những cái điều mà Ngài đã nói. Chẳng hạn như nhẫn nhục thì Ngài nhẫn nhục được không? Còn đối với tất cả chúng ta nói như vậy, nhưng mà rồi ở trong lòng nó còn một vài cái chút nó không vui lắm, nó bực mình. Chúng ta hãy sống mà như Đức Phật như vậy, nghĩa là thanh thản. Khi chúng ta vứt bỏ rồi thì không có dính dấp một cái gì, không có chuyện gì phải buồn hết trơn. Có như vậy thì nó mới an nhiên, có như vậy nó mới giải thoát, nó mới tự tại được. Còn nếu chúng ta còn khúc mắc cái người đó, sao nói mình như thế này, sao nói mình như cái kia, thì rõ ràng là cái điều đó nó không có đem lại một cái lợi ích nhiều. Tức là tu tập của chúng ta nó chưa có bén rễ, tức là chưa có thăng tiến hơn. Mà hãy thực hiện được tất cả những cái điều đó như vậy đó. Thì khi mà chúng ta hiểu được một cách sâu xa lời Đức Phật dạy rằng là nếu những cái đồ vật đó
mà mình đem mình chuẩn bị cho bạn bè của mình mà người bạn bè của mình không tới lấy, thì cái đồ vật đó trở lại cho chủ. À, thì nó sẽ hiểu được cái điều đó rồi thì chúng ta không có bực mình, không có tức giận, không có nghĩa là chê bai, không có mắng nhiếc. À, bởi vì tất cả những cái đó là chúng ta tạo ra cái nhân tố xấu cho chính bản thân của chúng ta. Bởi vì cái sự bực mình làm cho chúng ta cao máu, cái sự giận dữ làm cho chúng ta vội vã có những cái quyết định sai. Mà khi có những cái quyết định sai thì nó dẫn đến một cái hậu quả sai, nghĩa là từ cái sai này tới cái sai khác, chứ không phải là không. Cho nên ông bà xưa kia nói rằng là sai một ly thì đi một dặm. Chúng ta tu hành nhưng mà chúng ta để cái nóng giận nó bóp méo cho chúng ta, nó hướng dẫn cho chúng ta, thì chắc chắn là cái sự sai đó rất là nhiều. Cho nên chúng ta không có bao giờ nghĩa là để cho cái sai đó nó xử, nó khiến chúng ta. Ngày xưa kia chúng tôi nhớ cái câu chuyện của ông vua ở Mông Cổ, rất là nổi tiếng á. Thì ông ta đi lên trên rừng vào mùa nắng, ông lên trên rừng để ông săn thú. Thì khi đi về trời nắng cho nên thú không có, không có thú cho nên ông ta đã đi về và chia ra làm hai đoàn thành các tư hãng đó, chia ra làm hai đi, nghĩa là chấp thử là quân lính đi đường bằng, ông ta nghĩa là ông ta đi leo núi thử ai về trước. Thì ông ta biết đường tắt ông đi, và khi ông đi như vậy thì giữa trưa hè khát nước, cho nên ông dùng cái ly của ông múc nước ở dưới suối ông uống. Và khi đưa gần tới biển thì ông ta có nuôi con chim ưng, nó tới nó hất đổ đi. Và lần thứ hai cũng vậy, và lần thứ ba thì ông nghĩ trong bụng rằng nếu mà tất cả những cái quân lính thấy cái hành động mà nghịch ngợm của một cái con chim ưng của ta như thế này thì nó cười chết, hồi nào giờ nó rất là trung thành mà tại sao bây giờ lại quậy phá như vậy. Nên là thần thứ ba cái con chim nó mới bay tới sửa hất cái ly của ông ta uống, hất cái ly ông ta uống rớt ở dưới khe suối đó, thì ông ta cũng liền rút cái gươm và chém con chim đứt làm đôi, rớt xuống vách núi chết. Và cái cơn nóng giận nó chưa yên, ông ta đã lội lên trên. Bây giờ nó không có cần cái ly nữa mà ông lội lên trên để ông vót nước ông uống. Thì lên ở trên mới thấy là trong cái vũng nước đó có một con rắn mãng xà rất là lớn, nó chết, nó nằm ở trong cái vũng nước đó. Ông ta mới biết được rằng con chim nó bay trên cao cho nên nó thấy được cái con rắn mãng xà chết trong vũng nước. Và con rắn mãng xà thì độc rất là nhiều cho nên nó mới không cho mình uống. Nó mới hất đi, và ông ta rất là hối hận những cái việc nóng nảy của mình. Thì ông ta mới về cho quân đúc một cái tượng con chim ưng 5 kg vàng để ông thờ, ông tưởng nhớ đến cái chân con chim ưng nó cứu mạng ông. Nhưng mà cái sự đó nó cũng đã mất rồi, nó cũng đã lỡ tay rồi, cũng đã giết con chim rồi, chứ không còn nữa, dù ông làm bao nhiêu ký vàng đi nữa. Thì trong cái cuộc sống, thưa quý vị, không phải mình là giỏi hơn hết, nhưng mà có những cái người xung quanh họ cũng có thể họ thấy được những cái điều lỗi, điều quấy của mình, để họ có thể họ hướng dẫn cho mình để làm trở thành người tốt hơn. Thì chúng ta nên cảm ơn họ, chứ chúng ta đừng có thù hận họ, đừng có giận dữ họ. Và khi mà chúng ta có những cái hành động mà không tốt như vậy để nhung thành các tư hãng thì sau này ăn năn cũng rất là muộn. Cho nên đối với tất cả chúng ta, chúng ta nên cố gắng làm thế nào đó để mà bớt đi cái sự tức giận, và đối đãi bằng cái sự tức giận bằng cái sự hài hòa như Đức Phật đã hướng dẫn cho tất cả chúng ta, thưa quý vị. Thì thưa quý vị, vào ngày 9 và ngày 10 của
8 tiếng. Ngày 8, ngày 9 tháng 10 này thì Tăng Đoàn có tổ chức một khóa tu học ở tại Bắc Cali. Thì ở tại cái trường học Shuba Buana High School. Thì xin thỉnh Hòa Thượng có đôi điều về cái khóa tu này. Dạ, khóa tu mùa thu. Di Đà Phật, xin cảm ơn Hòa Thượng. Thưa quý vị, hàng năm thì Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hai hội vì muốn tạo những cái thuận duyên, nếu không nói là thánh duyên, để giúp cho mọi người rút ngắn lộ trình hướng đến giải thoát giác ngộ. Cho nên thường tổ chức những khóa tu học mùa thu. Tuy nhiên hai năm vừa rồi vì cái ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cho nên Tăng Đoàn đã không thể tổ chức. Năm nay thì trong cái đại lễ Phật đản tại chùa Điều Ngự, Tăng Đoàn cũng đã tổ chức khóa tu xuất gia gieo duyên và đông đảo người đến để tham dự. Và vào ngày 8, ngày 9, tức là cuối tuần này, thì Tăng Đoàn sẽ tổ chức một khóa tu vào hai ngày ở tại một cái hội trường rất là rộng rãi của trường trung học thành phố San Jose. Đây là khóa tu mang tên Pháp Hội Quan Âm, thắp sáng tuệ giác tỏa ngát hương từ bi. Khóa tu học này do Thượng tọa Thích Minh Quyền làm trưởng ban tổ chức. Xin tất cả quý đồng hương Phật tử ở miền Bắc California dành thời giờ quý báu của mình đến để tham dự. Đây là một cái thánh duyên rất lớn để giúp cho chúng ta chuyển hóa những cái phiền não, những cái nghiệp chướng, và nhờ vậy mà đời sống của quý vị sẽ hạnh phúc hơn, sẽ an lạc hơn. Chúng tôi rất mong được gặp lại quý vị vào cuối tuần này ở cái khóa tu Pháp Hội Quan Âm. Quý vị có thể liên lạc với chùa Phước Sơn hay là chùa Từ Lâm, ngài Thích Viên Thông tại thành phố San Jose. Di Đà Phật, xin cảm ơn Hòa Thượng. Thưa vị, như cách đây mấy năm mà trước khi có cái đại dịch Covid xảy ra thì cái khóa tu Quan Âm, Pháp Hội Quan Âm cũng thường tổ chức ở tại Bắc Cali, và năm nay thì Tăng Đoàn cũng quyết định rằng là tổ chức, và Thượng tọa Thích Minh Nguyện là Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa đã phát nguyện đứng ra làm trưởng ban tổ chức ở tại cái ngôi trường High School vào ngày 8 và ngày 9, thưa quý vị. Và theo cái địa chỉ thì ở tại cái trường này thì nếu quý vị nào mà muốn tham gia khóa tu ở tại Bắc Cali, tức là San Jose, tức là cái số địa chỉ trường đó là 1855 Rosetta Avenue, San Jose 95122. Và quý vị có muốn liên lạc cùng với Thượng tọa, một là Thượng tọa trưởng ban tổ chức Thượng tọa Thích Minh Nguyện, số điện thoại là 510
67745666 510 67745666 của Thượng tọa Thích Minh Nguyện hoặc giả là Thượng tọa Thích Viên Thông ở chùa Từ Lâm. Nếu quý vị nào muốn thì quý vị đánh vô trong Google chùa Từ Lâm thì quý vị sẽ thấy được cái địa chỉ liên lạc ở tại chùa Từ Lâm của Thượng tọa Thích Viên Thông. Nếu quý vị tham gia trong khối tổ chức này thì chắc chắn sẽ đem lại nhiều cái lợi lạc cho tất cả chúng ta. Chúng tôi xin kính mời tất cả quý Phật tử chúng ta nhường một ít thời giờ để về cùng với nhau tu tập, đem lại nhiều cái an lạc và cái hạnh phúc cho chính bản thân của mình cũng như là cho mọi người xung quanh. Thưa quý vị, dạ. Xin thính Hòa Thượng. Dạ, Phật, cảm ơn Hòa Thượng. Thưa quý vị, đời sống của chúng ta rồi sẽ trôi qua rất là nhanh. Như trong kinh Phạm Vẩm Bồ Tát Giới, Đức Phật đã dạy rằng là mạng người vô thường, nhanh hơn nước dốc ngày nay dầu cuồng, khó bảo đảm được ngày mai. Dù chúng ta có là vua, có là tổng thống, có là tỷ phú đi nữa thì chúng ta cũng sẽ phải đối diện với cái chết. Ai rồi cũng sẽ phải chết, nhưng mà không phải là cái chết nào cũng giống với cái chết nào. Có những cái chết rất là khổ đau, có những cái chết thì rất là thanh thản. Có những người biết trước cái ngày giờ mà mình sẽ vãng sanh, dự tri thời trí. Lý do mà có thể biết trước và ra đi một cách rất là nhẹ nhàng được vãng sanh về cõi Phật, chứ không phải là đọa vào những cái cảnh giới khổ đau, là vì người đó đã sẵn sàng cho cái chết. Nói một cách khác, vì người đó đã chuẩn bị những cái hành trang cần thiết cho cái cuộc hành trình cuối đời của mình. Nỗ lực tu tập, tự trang bị đầy đủ giới định tuệ và cái pháp hội Quan Âm được tổ chức vào cuối tuần này, thứ Bảy và Chủ Nhật ở tại thành phố San Jose, là một cái duyên lành rất là lớn để tất cả quý vị có thể trang bị những cái hành trang tối thiết cho cái cuộc hành trình của cuối đời. Bởi vì ai rồi cũng sẽ phải chết cả. Đừng đợi tuổi già mới tu học. Bởi vì như trong kinh đã dạy đó, mạc đạo ấy lão lai, phương học đạo, cô phòng tận thủy, thiếu niên vâng. Chứ hiện tuổi già mới học đạo, mồ hôn lắm kể tuổi xuân xanh, cái chết nó không bao giờ, đời không bao giờ hẹn vào bất cứ ai ở một cái thời khắc cố định nào. Còn một cái tai nạn xe cộ, hỏa hoạn, động đất, chiến tranh vân vân thì cái chết nó đã cướp đi cái sự sống của chúng ta một cách rất rất là nhanh chóng. Cho nên Đức Phật dạy là không ai có thể điều đình, không ai có thể thương lượng vô thần chết. Cái cách tốt nhất là chúng ta chuẩn bị, nhưng mà đừng chuẩn bị một cái hậu sự, mà hãy chuẩn bị những cái hành trang qua cái việc nỗ lực tu tập. Khổ tu học mùa thu của Tăng Đoàn tổ chức ở tại thành phố San Jose vào cuối tuần này là để giúp cho tất cả chúng ta có được cái sự chuẩn bị đầy đủ cho cái ngày mà chắc chắn là không ai trong chúng ta có thể tránh được. Quý vị có thể liên lạc với Thượng tọa Thích Minh Nguyện, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn Hóa và là trưởng ban tổ chức. Hay nghĩa là quý vị có thể liên lạc với Ngài Thích Viên Thông là Tổng Thư ký của Tăng Đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải Ngoại, chùa Từ Lâm và chùa Phước Sơn. Để quý vị có thể, quý vị cũng không cần phải ghi danh trước, nhưng mà nếu ghi danh trước được thì rất là tốt, có thể biết được cái số lượng người chuẩn bị những cái phần ăn uống vân vân, thì nó sẽ tiện lợi cho ban tổ chức rất nhiều. Trong trường hợp quý vị nghe trễ không có kịp liên lạc được thì quý vị vẫn có thể đến để tham dự, và chắc chắn là ban tổ chức có thể đáp ứng được cái phần
ẩm thực cũng như là kinh sách để tu tập. Cái chương trình rất là phong phú, có nhiều vị giảng sư kinh nghiệm và có những cái chủ đề rất là quan yếu, cũng như là những cái thờ hành trì, và đặc biệt là có một cái lễ hoa đăng để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Để xin quý vị đừng bỏ qua cái duyên lành rất là hy hữu này. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị dành thời giờ quý báu đến để tham dự cái khóa tu học mùa thu Pháp Hội Quan Âm do Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tổ chức. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thì như quý vị biết đó, vào mùa thu chúng ta cũng thông thả qua một cái mùa oi bức của mùa hè. Mùa thu trời cũng đã mát dịu, thì có một khóa tu nữa, nó đem lại cái thoải mái cho tinh thần, đem lại cái an lạc cho tâm hồn. Đặc biệt quý vị, nếu mà quý vị ở Nam Cali, quý vị có muốn một chuyến du hành xa ở Bắc Cali, hoặc là quý Phật tử ở tại Bắc Cali, thì xin mời tất cả quý vị tham dự vào ngày 8 và ngày 9 tháng 10, tức là thứ Bảy và Chủ nhật tuần này. Mọi sự liên lạc thì xin liên lạc với Thượng tọa trưởng ban tổ chức, Thượng tọa Minh Thích Minh Nguyện, trưởng ban tổ chức ở đó, và cái số điện thoại để quý vị có thể gọi hỏi thăm chi tiết hơn là cái số 510-677-4566, 510-677-4566 với Thượng tọa Minh Nguyện. Nếu quý vị tham dự thì quý vị sẽ thấy được cái ấm cúng, cái sự an lạc của một cái khóa tu. Thưa quý vị, Đức Phật Ngài dạy cho tất cả chúng ta con người, ai cũng sanh ra và cũng già, cũng bệnh chết. Nhưng mà cái điều mà chúng ta sống làm sao cho nó được an lạc, cho nó được giải thoát, nó được hạnh phúc. Và khi mà chúng ta có được tất cả những cái thứ đó thì cái gì? Các ngài dạy rằng là chư thánh thì khứ lai tự tại, còn tất cả chúng sanh thì sanh tử bì lao. Nếu mà chúng ta an nhiên trong đó thì chúng ta đến đi nó rất là hạnh phúc, rất là an lạc, chứ không phải là khổ sở như là chúng sanh mà Ôn Như Hầu nó mới sanh ra thì đà cốc chế đời vui đau sao chẳng cười khì. Đó là cái điều kiện mà tại sao chúng ta phải tu học, thưa quý vị. Giờ này thì xin Thỉnh Hòa Thượng có đôi lời chào quý khán thính giả. Xin cảm ơn Hòa Thượng, cảm ơn quý vị, và xin quý vị hoan hỷ tiếp tay vô ban tổ chức vận động mời gọi mọi người, những người bạn, những thành viên trong gia đình của mình đến để tham dự khóa tu học vào thứ Bảy và Chủ nhật này ở tại thành phố San Jose. Xin hẹn gặp lại quý vị tại khóa tu học này. A Di Đà Phật. Rồi, xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình, và quý vị nào có muốn đóng góp cho chương trình hoặc là có thắc mắc gì thì xin quý vị gọi vào những số phone đã hiển thị trên màn hình. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho tất cả quý vị và gia đình được vô lượng an khương, thành tựu như nguyện. Và quý vị cũng đừng có quên tham gia cái khóa tu vào ngày 8, ngày 9 tháng 10 này ở tại San Jose. Một lần nữa kính chúc quý vị được vô lượng an khương, thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xây thương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn sư. Hôm nay đây cùng